have Aurelia mark, so I don't take any damage from her, every time. I'm free. Oh, and I'm loving all that you do. Can't you see? Alright, not bad. I keep forgetting to buy a sweep. Bye. Walk that one out. Season one play. Can you all right here? Yeah. Right here. When? Right now? Right now. Okay. This should scare him into it. Oh my god, it actually works. Oh my god! Oh my god! There's no way. Cosmic is here too. Fear not, I will be completely fine. Oh, I'm still fine. Oh. Thank you.
Sure. Say you're sorry. I won't kill you, bro. Say sorry. Wait, now I don't know where she's going. Oh, you're going down, cause I know you're gonna be a little sneaky. Oh. My. Angling. I'm down for a limit test. I'm insane! Tiếp nối video ngày hôm nay chúng ta có gì nào? The Shy giải thích lý do chưa thể thi đấu tại LPL mùa hè 2021, phủ nhận tin đồn vô trách nhiệm. Tại giải đấu LPL mùa hè 2021, Invictus Gaming có lẽ là một đội tuyển gây sự chú ý lớn nhất khi họ từng đưa ra thông báo rằng siêu sao The Shy sẽ vắng mặt trong một vài trận đầu mùa. Nguyên nhân được phía Invictus Gaming đưa ra đó là do tuyển thủ này tập trung muộn và không kịp hoàn tất quy trình cách ly khi bay từ Hàn Quốc sang Trung Quốc. Cái tên tạm thời thay thế cho The Shy đó là tuyển thủ trẻ Nani. Đi cùng với thông báo trên của Invictus Gaming, đó là tin đồn xuất hiện Weibo về việc The Shy bị phạt nội bộ do lỗi vô trách nhiệm. Tin đồn này cho rằng The Shy đã cố tình trì hoãn việc bay từ Hàn Quốc sang Trung Quốc và thể hiện sự vô trách nhiệm đối với đội tuyển. Ngoài ra thì tin đồn này cũng chỉ ra rằng kể cả khi hoàn thành quy trình cách ly thì The Shy cũng sẽ phải ngồi dự bị tới hết giai đoạn 1 của LPL mùa hè 2021. Tuy nhiên, trong bài viết chính thức của The Shy trên Weibo, tuyển thủ này đã giải thích rõ ràng về việc mình chưa thể thi đấu tại LPL mùa hè 2021. Cụ thể thì The Shy buộc phải trở về Hàn Quốc để điều trị phần răng và vùng cánh tay. Điều này đã được Invictus Gaming chấp thuận. Ngay khi tới Hàn Quốc thì The Shy đã làm thủ tục xin visa để bay về Trung Quốc sớm nhất có thể. Tuy nhiên, các thủ tục giấy tờ làm lại tốn quá nhiều thời gian và khiến The Shy không thể hội quân kịp thời với đồng đội. Đây là trường hợp bất khả kháng và The Shy không thể làm gì hơn. Với thông báo kể trên của The Shy, có thể nói tuyển thủ này đã phủ nhận tin đồn về việc anh bị phạt nội bộ vì lỗi vô trách nhiệm. Vì vậy, khả năng cao là The Shy sẽ sớm trở lại thi đấu sau khi hoàn thành quy trình cách ly chứ không phải ngồi dự bị dài hạn như những lời đồn trước đó. Hiện tại thì Invictus Gaming đang đứng ở vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng LPL mùa hè 2021, cùng
thành tích 2 thắng và 2 thua. Với một đội tuyển giàu tham vọng như Invictus Gaming thì vị trí này thật khó mà có thể chấp nhận được. Sự trở lại của Dersai trong thời gian tới hứa hẹn sẽ giúp đội tuyển này cải thiện vị trí của mình để cạnh tranh cho một tấm vé tham dự chung kết thế giới 2021. Sau khi xem xong video, đừng quên để lại một like, một share và đăng ký ủng hộ kênh của chúng mình nha.